Hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình đi chợ Hàn Quốc đây. Cái chợ Hàn Quốc này nó có tên là Oriental Market, Oriental Supermarket. Nó ở xa mình chạy khoảng chừng 25 phút chạy xe nha, từ nhà mình tới đây nè. Nó ở cái khu shopping mall nè. Đó, xem các bạn. Đây là ở ngoài nha các bạn nha. Quay cái chợ cho các bạn coi. Ở đây thì nó có nhiều lắm. Có mấy cái shop. Ở cái bên cái chợ Hàn Quốc này nó có cái tiệm cà phê Vi này. Cái tiệm cà phê này là của người Việt Nam đấy các bạn nhé. Mình qua đây mình chủ yếu là đi mua kim chi đó các bạn. Kim chi với mì gói bên đây bán thì ngon lắm. Kim chi thì đúng là của Hàn Quốc luôn rồi đó. Đây, đó thấy các bạn. Kim chi này đó, mình qua đây mình chủ yếu để mua cái này nè. Kim chi thì bán đây thì bán rất là ngon nha các bạn nha. Kim chi bán đây bán rất là ngon. Vậy tại sao mình để chạy 25 phút chạy qua đây để chủ yếu là mình để mình mua cái hũ kim chi này nè các bạn. Cái chung chợ này nó bán đồ rau cải nó cũng như ở Việt Nam mình đó. Nhưng mà nó bán rau cải mà nó không có tươi như ở Việt Nam mình đó các bạn ơi. Chợ Việt Nam mình rau cải nó coi như nó tươi á, này không có tươi mấy. Bán những cái đồ khô bỏ vô bịch. Nhưng mà mình toàn là chứ chứ Tàu, chứ Nhật, chứ Trung Quốc vậy mình không rành. Như này cà phê này đó, green tea tới 8 đồng. 8 đồng một cái hũ này nha các bạn. Ở đây họ người ta bán là đa phần là đồ từ bên Hàn Quốc cái bên Trung Quốc là nhiều các bạn ơi. Toàn chữ Tàu chứ Trung Quốc không à. Mình đi mua cái này thì mình coi cái hình để mình biết thôi, chứ còn thực tế là mình không có biết là cái này cái gì hết. Đó, ví dụ như cái này nè, ở đây nó có chữ là black soybean natto, là đậu đen đó các bạn, black soybean đó, đậu đen đó các bạn. Này giá là 9 đồng các bạn nha. Cái này là noodle đây các bạn, toàn là chữ Tàu không. Đây nó đầy giá cũng là chưa là cái chữ này không biết là chữ gì luôn à. Trong cái tủ này là đồ đông lạnh nha các bạn, không phải đông lạnh mà chạy trong tủ lạnh á. Nói chung là bán rất là nhiều đồ, rất nhiều mặt hàng. Ở đây thì nó bán chả cá nè, tempura này. Tempura chiên các bạn, 3 đồng 79 đồng một thao nha bạn nha. Nó có cái gắp này nè, các bạn muốn mua thì cứ lấy cái gắp này gắp vô rồi ra kia tính tiền. Đây là tempura hết các bạn, 3 đồng 79 đồng một thao nha các bạn nha. Còn chỗ này nó bán thịt nè, thịt nó cắt lát mỏng đó các bạn, thấy không? Đây như thịt bò. Này, chỗ này thì nó bán coffee nha các bạn nha, cà phê đó. Đó. Cà phê thì đủ các loại hết trơn. Rất là nhiều loại cà phê. Nhưng mà mình thì mình không có uống cà phê nên mình không có biết rành uống cà phê. Các bạn nào biết uống cà phê thì coi thì biết nè. Đó, giống như mushroom
cái cà phê này là tới 6 đồng một một hộp nha các bạn nha. Ồ, con nó có cà phê Việt Nam nè, nó cứ Việt Nam nè, cà phê phố nè, 5 đồng. À, nó có tiếng Việt đấy nha các bạn nha. Bây giờ mình mới thấy nè, còn đa phần là chữ Tàu với chữ Trung Quốc, chữ Nhật gì mình không biết luôn. Nhưng mà ở đây sau đó nó lộn lại là mình có tiếng Việt Nam đây nè. À, nó có cà phê phố đây nè, lần đầu tiên mình biết đó các bạn ơi. À, nó có hàng Việt Nam đây luôn nè. À. Ở đây nó cũng cà phê phố nữa các bạn nè. Đây. Oh. Đây, cà phê phố đây các bạn. À. Lần đầu tiên mình mới thấy đó. Rồi, trong cái tủ này nó bán cái gì mình cũng không rành luôn, toàn là chữ Tàu không à. Mình muốn mua gì thì coi hình là mình biết thôi chứ không rành luôn các bạn ha. Tỏi ướp chua đó các bạn. À, thấy cái bịch tỏi không? Đúng không? Đúng là tỏi này. Cái chỗ này nó bán là nước tương các bạn nha. Nước tương. Đó. Tương quá trời. Khi comment cái hiệu này là cũng ấy luôn các bạn. Khi comment cái hiệu này là cũng nổi tiếng lắm nè. Teriyaki nè, rất là nhiều nha. Nên chỗ này bán nước tương các bạn. Đó, toàn chỗ này là nước tương không. Như chỗ này thì nó bán đồ seafood như các bạn, phô dần hết, để đông đá hết đó. Đó. Có muscle ở trong. Cái này tới 13 đồng hũ đó nha các bạn nha. Đồ đông, đồ biển mà đông đông lạnh đó, phi dinh hết. Ở Mỹ này đặc biệt là ăn đồ tươi ít lắm các bạn, toàn ăn đồ đông đá, đông lạnh, đồ hộp không à. Không phải như ở Việt Nam này. Cái chỗ này là bán toàn là tương ớt nha các bạn nha. Nó toàn hũ tương ớt không à. Mình đây mình chỉ quay những cái chỗ nào không có người thôi nha các bạn nha. Có người thì mình không dám quay, tại quay sợ người ta nói đó. Đây cái chỗ này là bán mì gói nè các bạn. Rất là nhiều mì gói nha các bạn ơi. Mì đây cũng không phải rẻ nữa nha các bạn. Đây, ô nó có mì Việt Nam nè các bạn ơi. Đây này, có phở chay nè các bạn. Này, phở chay này. 50 sen một cái gói này, phở chay. À, nó cũng có bán phở chay này các bạn. Đó. Mì hết nha các bạn nè. Ô, nó có mì Hào Hảo nè. Đây nó có bán đồ Việt Nam nha các bạn nha. Này, mì lẩu Thái nè. Đây, mì Hào Hảo nữa các bạn. Thấy không các bạn, mì Hào Hảo nè. Đây người ta có bán có gạo Việt Nam nha các bạn, gạo Ba Cô nè các bạn, gạo Thái nè, rồi là gạo ba con nai ba bố nè các bạn. Ở đây nói chung là chợ búa nào kia người ta bán cũng đầy đủ các mặt hàng đó. Ok, mình mới quay cho các bạn coi cái chợ Hàn Quốc nó bán những cái gì ha. Dám quay nhiều. Thôi mình đã kết thúc tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nha. Bye bye.